Xin chào các bạn. Mới đây, nhà đài Mango có phát chương trình Chibu biểu diễn cùng với ba tỷ tỷ nổi bật của mùa đập gió rẽ sóng trước. Đối chiếu với những dữ kiện gần đây, không còn nghi ngờ gì nữa, Chibu đang là gà cưng của nhà xoài, là một trong những nghệ sĩ nổi trội hàng đầu tại xứ Trung đang được các nhà đầu tư săn đón. Không chỉ vì một nghệ sĩ Việt lại có cửa đi thẳng vào các trận địa hoành tráng cùng với các nghệ sĩ có máu mặt hàng đầu của đất nước tỷ dân. Trong đập gió mùa 4 năm nay, Chibu là cái tên duy nhất nhận được sự ưu ái hàng đầu bởi vì sắc đẹp, tài năng, tuổi trẻ, sự ứng biến đa tài và bản lĩnh của cô ấy không kén xô, mà còn góp phần tôn lên sự sang trọng cho chương trình cô ấy tham gia. Mặc dù đợt biểu diễn trong đêm hội song thập nhất cùng với các chị đẹp như Lý Tư Đăng Ni, Trương Hàm Vận, Vương Phi Phi chưa bùng nổ do sự kết nối với các thành viên còn mới thiếu sự ăn ý, nhưng nó lại là tín hiệu rất tốt cho Chibu nói riêng và những thành viên ưu tú trong chương trình đập gió nói chung. Vì điều này đang mở đường cho những cơ hội lớn bền vững hơn cho Chibu trong việc xâm nhập hội đồng ngôi sao tại thế giới giải trí xứ Trung. Nhà đài Mango đang thử nghiệm Chibu cùng với các nhân tố nổi trội khác nhằm tạo thành một nhóm nhạc có thể tạo ra giá trị thương mại đích thực sau những mùa chỉ có ban bệ nhưng chưa mang lại lợi ích thực sự rõ ràng. Nói thẳng thắn mà không hề chênh phô, năng lượng và sự bùng nổ của Chibu đã mang lại làn gió mới thú vị cho làng nghệ thuật xứ Trung. Cô ấy đã đánh thức trở lại những dự án ấp ủ của nhà đài chưa có điều kiện phù hợp thực hiện. Và chắc chắn một điều, từ thời điểm cô ấy biểu diễn solo tại lễ hội Thanh Xuân Nam Kinh là bước ngoặt lớn đối với vị thế ca hát của Chibu tại xứ Trung. Là một người Việt Nam, biểu diễn và giao lưu liên tục 4 bài hát với 3 ngôn ngữ Việt Anh Hoa rất thành thục tự tin là điều rất đáng khâm phục, xứng đáng tầm cỡ của một ngôi sao quốc tế. Đến nỗi Eva thấy các thanh sơn nam mồ hôi nhuễ nhại thở dốc ngược, trong khi Chibu thì khí sắc vẫn điềm tĩnh sang trọng, cũng đủ cho thấy là cô ấy không phải là người tầm thường. Người nước sở tại chưa chắc ai cũng có thể làm tốt được như vậy, nói chi Chibu là người nước ngoài. Dĩ nhiên, Chibu không phải là nhân tố tối trọng, nhưng cô ấy rất quan trọng tạo ra sức nóng lan tỏa, góp phần nâng bậc không nhỏ chất lượng và lợi ích cho nhà đài Mango, cũng như các đơn vị đầu tư khác có ý định đặt cược cho cô gái này. Chắc chắn sau này sẽ còn nhiều hơn những thử nghiệm khác, cho đến khi có một tổ hợp hoặc là những nhân tố đúng bài tạo ra sắc thái mới trong hệ sinh thái của nhà đài đầu tư. Với năng lực đa biến của Chibu, cùng với những nỗ lực học tập hòa nhập không mệt mỏi, cô ấy có thể hoạt động như là một cỗ máy đa năng giống như bất kỳ thần tượng đỉnh lưu nào của xứ Trung đang làm. Chúng ta không quá kỳ vọng, nhưng chúng ta vẫn có thể đọc được tình huống dựa vào các sự kiện sâu chuỗi chứ không hề viễn vông. Đó là tiềm năng hoàn toàn có thể xảy ra. Và ác hẳn cũng không ít bạn lo lắng rằng, càng nhiều việc thì sức lực của Chibu ngày càng bị vắt kiệt. Nhưng dù sao, có cơ hội vẫn còn hơn không, vậy là may mắn lắm rồi. Chứ bao nhiêu người không có, thậm chí là người tiền bối đi trước. Cái gì cũng có cái giá của nó. Các bên hợp tác sòng phẳng mang lại lợi ích cho nhau. Tuổi của Chibu vào ngưỡng này đạt được đỉnh cao thì cần phải biết tận dụng tối đa khi có thể, để sau đó có nền tảng vững chắc cho các hoạt động chuyên sâu sau này. Năng lực của Chibu còn có thể làm được nhiều hơn thế và sẽ không ngừng biến quá khiến cho người ta bất ngờ. Chỉ cần cô ấy giữ vững phong độ tốt, lan tỏa hành động và năng lượng tích cực, thì môi trường xứ Trung sẽ không thiếu cơ hội đẳng cấp dành cho Chibu thử thách, giúp cho chị xây dựng được đế chế chắc chắn của riêng mình.